Một tuần mới lại đến và những người làm chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, hàng ngày cơ thể của chúng ta cần được nghỉ ngơi đủ từ 7 đến 8 tiếng. Thế nhưng trong quá trình ngủ, nếu bạn gặp phải một vài vấn đề bất thường như dưới đây, thì nên chú ý vì nó có thể ngầm cảnh báo sức khỏe của bạn không bình thường, cần đi khám để tìm cách khắc phục ngay. Đây là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang báo Sức khỏe và Đời sống. Ngủ ngáy, đây là một trong những triệu chứng phổ biến cảnh báo tình trạng rối loạn hô hấp khi ngủ. Nếu không chủ động điều trị ngay thì nhiều khả năng bạn sẽ gặp phải hội chứng ngưng thở khi ngủ. Do vậy, nếu người trong nhà bạn phản ánh tình trạng ngủ ngáy của bạn thì hãy đi khám để kiểm tra sức khỏe và khắc phục nhanh nhất. <laughs> Mộng du, tình trạng mộng du hay còn gọi là ngủ đi rong hoặc chứng miên hành là một triệu chứng rối loạn giấc ngủ mà bạn nên điều trị từ sớm. Chứng mộng du này có thể kéo dài ít nhất là trong 30 giây hoặc nhiều hơn là trong 30 phút. Khi gặp tình trạng mộng du, bạn sẽ không thể kiểm soát được hành vi của mình do não bộ đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Vì vậy, ngay khi biết mình gặp phải hiện tượng này thì hãy chủ động đi điều trị ngay để tránh gây ra những hậu quả đáng sợ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh và chính bản thân mình. Chảy nước miếng, thỉnh thoảng gặp phải tình trạng này thì không có gì quá đáng lo, nhưng nếu tình trạng này xảy ra liên tục thì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm khoang miệng. Nghiêm trọng hơn, nếu khoang miệng của bạn bị viêm nhiễm thì nước bọt sẽ tiết ra nhiều hơn, từ đó dẫn tới hiện tượng chảy nước miếng khi ngủ. Nghiến răng những người nghiến răng khi ngủ thường không nhận thức được hành động của mình. Dù cho hiện tượng này không gây nguy hiểm, nhưng nó có thể ảnh hưởng tới yếu tố thẩm mỹ theo thời gian. Răng của bạn bị ma sát thường xuyên sẽ gây bào mòn, vỡ men răng và thậm chí là gãy răng. Bên cạnh đó, nó còn gây nhức đầu, rối loạn cơ khớp thái dương hàm, đau tai, biến dạng khuôn mặt, vân vân. Gặp ác mộng Đêm nào cũng ngủ mơ thấy ác mộng khiến bạn phải hoảng hốt tỉnh giấc giữa đêm có thể là do chứng rối loạn giấc ngủ gây ra. Việc sợ hãi quá mức cũng có thể gây ra hội chứng ngưng thở khi ngủ, nguyên nhân là do bạn bị sang chấn tâm lý từ bé, trong cuộc sống bị đe dọa, gặp áp lực, căng thẳng trong công việc, vân vân, từ đó khiến thần kinh bất ổn và dẫn đến hiện tượng mơ thấy ác mộng. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên chủ động tới gặp bác sĩ tâm lý để được kiểm tra và hỗ trợ điều trị đúng cách. <laughs> Bóng đè. Tình trạng bóng đè khi ngủ có thể gây nên cảm giác ngưng thở, ngạt thở, toát mồ hôi vì sợ, muốn kêu cứu hay cử động nhưng không thể làm gì được. Nó không những gây ra sự mệt mỏi, lo sợ trong khi ngủ mà còn khiến bạn bị ngạt thở trong một khoảng thời gian và dễ dẫn đến nguy cơ tử vong sau đó. Thậm chí sau khi trải qua hiện tượng bóng đè, lúc tỉnh dậy thì bạn vẫn có cảm giác lo sợ. Tình trạng này nếu kéo dài quá lâu sẽ khiến bạn mắc bệnh về tâm lý, thần kinh. những cách để có giấc ngủ ngon tắt ánh sáng để có giấc ngủ ngon yêu cầu đầu tiên là có một bầu không khí hoàn hảo trong phòng bóng tối sẽ giúp bạn được nghỉ ngơi thư giãn ngay cả ánh sáng nhẹ nhất của điện thoại hoặc ánh sáng nhấp nháy từ máy tính sách tay có thể gây sự chú ý và trì hoãn giấc ngủ của bạn duy trì một thói quen ngủ phù hợp đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi đêm với lịch trình bận rộn chúng ta thường không tuân thủ thói quen ngủ đặc biệt vào cuối tuần Ngủ và thức giấc đúng giờ giúp đồng hồ sinh học của cơ thể được ổn định. Không ngủ trưa quá nhiều, để có giấc ngủ ngon vào ban đêm, bạn nên tránh ngủ trưa quá lâu. Theo các chuyên gia, bạn cần một số giờ ngủ nhất định phù hợp với độ tuổi, vì vậy bạn không nên ngủ trưa nhiều hơn 20 đến 25 phút. Sử dụng hương thơm của hoa oải hương, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hương hoa oải hương có thể giúp mọi người ngủ nhanh và sâu hơn. Nghe nhạc nhẹ nhàng, âm nhạc là phép thuật tuyệt đối. Nhà có nhịp chậm 60 đến 80 nhịp mỗi phút có hiệu quả khi bạn ngủ. Điều này không chỉ giúp bạn tận hưởng giấc ngủ sâu mà đã được chứng minh là làm giảm mức trầm cảm. Đảm bảo rằng nhiệt độ trong phòng vừa phải. Nhiệt độ phòng trong khi bạn ngủ không nên quá nóng hoặc quá lạnh. Vì vậy, điều quan trọng là đặt nhiệt độ phòng và sử dụng chăn phải phù hợp. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai xin được đưa ra một số vật tụng hàng ngày chứa nhiều vi khuẩn gây hại nếu không được vệ sinh và thay đổi định kỳ mà bạn cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.